Thần tài chỉ rõ, đúng mùng 1 tháng 12 âm lịch tới đây, ba con giáp này, rất đỏ, chúng số cực lớn, ôm tiền tỷ về tay, mở tiệc khao làng, ăn tết cực to. Quý vị thân mến, ngoài mong ước một cuộc sống hạnh phúc thì thành công, giàu có, là điều mà bất cứ ai cũng khao khát được chạm tay vào nó, không chỉ một lần mà nhiều lần trong cuộc đời. Khao khát là vậy, nhưng trong thực tế có rất nhiều người dù cực kỳ chăm chỉ, cố gắng ngày đêm, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, vất vả lam lũ cả một đời, mà làm mãi vẫn nghèo, làm mãi vẫn không thành công vẫn biết rằng trời sinh mỗi người mỗi số mệnh thế nhưng không phải ai sinh ra may mắn thì cũng sẽ cả đời may mắn và cũng chẳng có ai sinh ra trong nghèo túng thì cả một đời cực khổ mãi mãi vì vậy muốn đổi đời cần có thời cơ tốt phải được trời ban cho phước lành theo tử vi học thì từ nay đến Tết 2023 âm lịch này, cùng với sự thay đổi của sao trời, vận khí của 12 con giáp cũng có sự biến động nhất định, dù thời gian tới, vận mệnh chuyển biến tốt hay xấu, điều quan trọng là ta, phải biết nắm bắt nếu không, sẽ như cắt trượt qua tay, bỏ lỡ những cơ hội trời ban. Căn cứ vào sự dịch chuyển của các chòm sao trong ngũ hành, lời dụ ngôn mới nhất của giới tiên tri, các nhà tử vi phương Đông, thì đúng ngày mùng một tháng cuối cùng, tức tháng chạp của năm nhâm dần 2022 này, có ba con giáp này, là con giáp may mắn hơn cả, do được ngũ hành tương sinh cho mệnh, lại thêm các cát tinh chiếu, thần may mắn trực tiếp theo chân, cộng thêm thần tài ban trọng thưởng, quý nhân nâng đỡ, trợ lực. Những tháng trước đây có khó khăn vất vả như thế nào không biết, nhưng đúng mùng một tháng chạp âm lịch này, họ sẽ được đền đáp xứng đáng, thời gian này thấy rõ dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ ở nhiều phương diện, sự nghiệp, và tiền tài, đều đạt được những thành công như ý. Bên cạnh đó, nhân duyên hài hòa, gia đạo êm ấm, hạnh phúc, cuộc sống viên mãn 10 phân vẹn 10, Tết này, họ sẽ giàu có sung túc muôn phần. Để biết được ba con giáp này cụ thể là ba tuổi nào, đúng ngày mùng một tháng chạp âm này, sẽ nhận được những cơ hội gì, và phải làm sao để tận dụng được hết những cơ may đó đặc biệt hơn nữa là Minh Đường Tử Vi, sẽ chia sẻ cho quý vị về vận trình của ba con giáp này trong tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng, tháng chạp của năm nhâm dần 2022. Để quý vị và các bạn nắm được vận trình và nắm bắt được cơ hội tốt của bản thân, và tránh những điều chưa tốt, để có một tháng cuối năm, xuân sẻ, hanh thông, thuận lợi, vạn sự như ý, giàu sang, viên mãn. Và sau đây là luận giải tử vi chi tiết xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi. Vị trí số 1. Cả làng chúc mừng tuổi mão, đúng mùng một tháng chạp này vận may bùng nổ, trúng số cực đậm, xóa hết nợ nần, đổi đời đại gia, đón cái Tết ấm no và sung túc. Tử Vi học cho biết, những quyết định liên quan tới tiền bạc khá sáng suốt khi con giáp tuổi mão có chính tài nâng đỡ. Đúng ngày mùng một tháng chạp này, người làm kinh doanh gặp may mắn, có thể đi đúng hướng, mở rộng địa bàn, đạt được kết quả tốt trong công việc, mão vốn là con giáp thông minh, và có phúc khí lớn, sau mùng một tháng 12 âm lịch, bạn sẽ nhận được rất nhiều cơ hội mới, nên nhất định phải nỗ lực hơn ở thời điểm hiện tại đặc biệt là những bạn đam mê đầu tư kinh doanh buôn bán bạn rất linh hoạt giỏi thích ứng với sự thay đổi chân thành và tốt bụng luôn tỉ mỉ trong mọi việc mạnh mẽ nhưng rất khiêm tốn con giáp này nhất định có thể đạt được những điều tuyệt vời tử vi tin rằng cho dù gặp phải khó khăn và rắc rối thế nào bản mệnh vẫn sẽ luôn kiên định với mục tiêu của mình không kiêu ngạo cũng không hấp tấp nên dịp này sẽ được trời ban cho lộc lá may mắn để kiếm tiền vào những tháng cuối năm nay vì gặp nhiều may mắn về tiền bạc nên người tuổi mão sẽ có cơ hội trúng sổ số với khoản tiền không nhỏ, từ đó mà các khoản tích lũy ngày một dày thêm, con giáp này sẽ không phải lo lắng cho cuộc sống tương lai nữa. Đặc biệt là con số may mắn của tuổi mão trong ngày mùng 1 tháng chạp âm, đó là số 34, 98 và 52. Xem tử vi tháng sinh phát tài cho tuổi mão. Nếu như tuổi mão sinh ra đời vào các tháng này, thì may mắn tài lộc sẽ bùng nổ, đúng mùng 1 tháng 12 âm lịch, tài lộc cực kỳ lý tưởng. Đó là các tuổi Mão sinh vào tháng 3 âm lịch tử vi phương Đông tiết lộ rằng, nếu như tuổi Mão sinh vào tháng 3 âm lịch trong năm thì tư chất thông minh, lĩnh ngộ phản ứng nhanh nhạy. Tuy ngoại hình có thể khiến cho người khác lầm tưởng bạn là người mềm yếu, thiếu cứng rắn, nhưng kỳ thực đây là mẫu người cực kỳ quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, người này túc trí đa mưu có nhiều khả năng thành công. Nếu đi theo con đường khởi nghiệp, công danh tương lai bừng sáng, điều đặc biệt ở người tuổi Mão sinh tháng 3 âm lịch là bản mệnh vượng vận quý nhân, cả đời lúc nào cũng có người ở bên hỗ trợ, giúp đỡ mỗi khi cần thiết. Khi bạn cảm thấy mình đã đi vào ngõ cụt thì lại có người chỉ cho bạn lối đi phía cuối con đường, không tới mức tuyệt vọng, làm lại mọi thứ từ đầu. Tuy nhiên người tuổi Mão, sinh tháng 3 âm lịch, phải chờ tới đúng mùng một tháng chạp âm lịch thì vận khí mới thực sự khởi phát, những năm trai trẻ, chỉ là quãng thời gian khởi động, để bạn bắt kịp với thời cuộc mà thôi, song bản mệnh cũng đừng quá lo lắng. Bởi đã sinh vào tháng sinh, phát tài, thì sớm muộn gì cũng tìm được cơ hội để kiếm tiền mà thôi, chẳng cần chờ đến năm sau, bạn sẽ thấy hạnh tài liên tục xuất hiện bên mình, dù là nam hay nữ, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, là sẽ có cơ hội để thu tiền đầy tay, công thành, danh toại, hậu vận càng thêm rực rỡ, sung túc, hiếm ai bằng. Người tuổi mão sinh vào tháng 8 âm lịch con giáp tuổi mão sinh vào tháng 8 âm lịch, trong năm, thường có vận trình khá bình ổn, cuộc đời của người này êm đềm, không mấy khi phải trải qua sóng to gió lớn, cũng không gặp đại họa, đại nạn gì nghiêm trọng song đi đôi với những bình an trong đời, bạn là sẽ bị hạn chế có cơ hội để trải nghiệm cảm giác trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm, tài lộc mà người này có được đều phải do tích lũy mà thành. Muốn có được cuộc sống sung túc như ý muốn, thì người tuổi mão sinh tháng 8 âm, cần phải cho chính mình một khoảng thời gian nhất định, không thể nóng vội. Theo tử vi phương Đông, đúng ngày mùng 1 tháng Chạp âm lịch này thì tài vận của người tuổi Mão sinh tháng 8 âm sẽ bùng nổ có nhiều may mắn trong chuyện kiếm tiền, cũng có thêm nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình. Đây cũng là thời điểm để bạn phát huy hết mức khả năng quản lý tài chính của mình, có thể kiếm thêm được một khoản kha khá, nhờ biết đầu tư đúng nơi, đúng cách thoải mái đủ tiền để ăn dưỡng tuổi già. Người tuổi Mão sinh tháng 5 âm lịch xem tháng sinh phát tài trong năm cho thấy, người sinh vào tháng năm âm lịch, trời sinh thông minh, tài giỏi hơn người, ai sinh vào tháng sinh âm lịch này, sau 35 tuổi giàu có hơn người, từ khi còn nhỏ người này đã thể hiện tư chất nổi trội của mình, tỏ rõ tương lai sáng lạn. Người sinh vào tháng này trong năm, đa phần tiền vận không được tốt cho lắm, thường xuất thân bần hàn, không có nhiều hỗ trợ từ phía gia đình chính vì thế nên bước đường lập nghiệp sau này bản mệnh thường phải tự dựa vào sức mình mà đi lên không có người dẫn dắt nên khó tránh khỏi những khó khăn trở ngại ngáng đường công việc cũng vì thế mà chẳng được suôn sẻ thuận lợi song điểm hơn người của bản mệnh nằm ở chỗ kiên trì và quyết tâm một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì người này sẽ không dễ loại bỏ cuộc mà luôn cố gắng đến phút cuối cùng tới khi đạt được mục tiêu của mình không vì khó mà đổi ý từ sau ngày mùng 1 tháng chạp âm này, người này có thể gặp được quý nhân giúp đỡ trên con đường công danh, sự nghiệp, sau này từ đó gặt hái được nhiều thành công, công thành, danh thoại, tiền bạc chẳng lúc nào túng thiếu, hậu vận cũng tốt đẹp đến không ngờ. Thầy tử vi chỉ rõ, trong tháng 12 âm lịch này, tuổi Mão sẽ được lâm quan tọa mệnh, mang tới tin vui cả sự nghiệp và tài lộc cũng lên vù vù như diều gặp gió, cuộc sống sang trang mới, hoàng kim rực rỡ như cầu vồng sau mưa. Tử vi tuổi Mão tháng 12 âm lịch về sự nghiệp trong tháng cuối năm nhâm dần, người tuổi mão tất bật với công việc, vì mọi thứ đều trong quá trình hoàn thiện để chào đón năm mới, tỷ kiên xuất hiện, mang điểm báo làm gì cũng phải tự thân vận động, không có sự hỗ trợ từ phía những người xung quanh. Do đó, công việc càng thêm áp lực, tháng này có dấu hiệu tiểu nhân quấy phá, điển hình là sự xuất hiện của thiên cầu hung tinh cản trở nên bản mệnh phải lao tâm, khổ tứ, lo lắng nhiều, về tinh thần thường xuyên bất an. May mắn có Lâm Quan hỗ trợ, mang tới không ít cơ hội phát triển sự nghiệp, mọi việc diễn ra đúng tiến độ, giúp bạn củng cố thêm uy tín và chỗ đứng trong tập thể, nhằm thúc đẩy công việc thêm thuận lợi và gặt hái nhiều thành công. Hơn nữa, tuổi Mão nên ứng dụng phong thủy vi tinh vào đời sống hàng ngày, cụ thể trong tháng 12 có các cát tinh chiếu và Lục Bạch Đồng cung ở hướng Tây Nam, tại đây tuổi Mão có thể đặt biểu tượng quả cầu phong thủy để chiêu dụ nguồn năng lượng tích cực, giúp hóa giải những xui xẻo, mang tới nhiều may mắn và thuận lợi cho công việc đang làm tử vi tháng 12 âm lịch tuổi mão về tài lộc. Theo tử vi năm 2022, tài vận tháng 12 này của tuổi mão có phần nhỉnh hơn, trong tháng chạp chính tài tuy không tăng, nhưng vẫn đảm bảo thu nhập ở mức cân đối, bạn không phải suy nghĩ quá nhiều, thứ tài có dấu hiệu khởi sắc, ngoài khoản lương, tiền thưởng chính thức, bạn có thêm các khoản tiền thưởng hoa hồng, quà tặng hậu hĩnh, tổng thu nhập trong tháng rất lý tưởng tình hình kinh doanh buôn bán trong tháng chạp vô cùng khả quan đây là thời điểm để bản mệnh mở rộng và đẩy mạnh việc kinh doanh doanh thu đạt được tăng cấp nhiều lần so với thời gian trước có điều tháng cuối năm nhiều khoản chi tiêu tuổi mão cần lập kế hoạch tiêu pha cụ thể để không bị thâm hụt quá nhiều mà vẫn còn khoản tiền tích lũy cho những dự định quan trọng sắp tới tháng 12 này có điểm báo hao tài thì bản mệnh cần phải quản lý túi tiền của mình thật chặt chẽ để phòng bị trộm cắp bất ngờ bên cạnh đó khi ra ngoài thì hạn chế mang theo nhiều đồ đạc quý giá tránh bị kẻ gian nhòm ngó Tử vi tuổi Mão tháng 12 âm lịch về tình duyên và gia đạo. Tử vi tháng 12 năm 2022 tuổi Mão theo lịch âm khá vượng về đào hoa, theo đó tình duyên của người tuổi Mão độc thân thuận lợi hơn trước, khả năng cao bản mệnh sẽ gặp gỡ làm quen hoặc kết thân với người tâm đầu ý hợp, tình cảm phát triển nhanh chóng, thậm chí có thể dự tính chuyện cưới hỏi luôn trong tháng 12 này. Tuy nhiên, cưới xin vào thời điểm này cũng khá là gấp gáp, lại là năm cùng tháng tận, nếu như có thể thì bạn nên để sang đầu năm mới, ngày rộng tháng dài thì cũng chưa muộn, và cuối năm thì ai cũng bận rộn với công việc, nên ít có thời gian dành cho gia đình, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn về chuyện tiền bạc, hoặc là con cái. Tuy nhiên mọi sự đều nhanh chóng được hóa giải, gia đạo yên ổn trở lại. Tử vi tháng 12 tuổi mão âm lịch về tình hình sức khỏe. Nhìn chung sức khỏe của tuổi mão trong tháng 12, tháng chạp âm lịch này, không có gì đáng lo ngại, ngoài những vấn đề về da, ăn uống và việc đi lại. Thời tiết hanh khô, lạnh giá, khiến da rẻ dễ bị ngứa ngáy, nứt nẻ, đặc biệt là nữ giới, ngoài việc có biện pháp chăm sóc da từ bên ngoài, bạn cũng nên bồi dưỡng cơ thể từ bên trong, để đạt hiệu quả dưỡng da cao nhất. Trong tháng tiệc tùng cũng nhiều, ăn uống vô độ, khó kiểm soát, nên chức năng tiêu hóa của cơ thể dễ bị quá tải, từ đó gây ra tình trạng đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu, và làm chức năng đào thải của thận bị suy giảm việc đi lại dịch chuyển trong tháng cũng khá nhiều bản mệnh đi hết sức lưu ý vấn đề an toàn giao thông dịp cuối năm để đề phòng tai nạn hay là thương tật bất ngờ vị trí số 2 là tuổi dần người tuổi dần được thần tài đến thăm đúng ngày mùng một tháng chạp gặp may liên tiếp tiền bạc kéo về ầm ầm đổi đời đổi vận cực hoành tráng hồ có thói quen sống nơi hoang dã phạm vi di chuyển rộng tính cách dũng cảm nên người sinh năm dần có tính cách này nhưng dần cũng là những người quá cố chấp nên đôi lúc thiếu đi sự mềm dẻo linh hoạt dẫn tới rắc rối trong công việc tính cách này sẽ phát huy tác dụng khi mà bạn gặp cản trở trong sự nghiệp bạn sẽ không oán trời trách đất mà nỗ lực để vượt qua khó khăn họ sẽ chọn những công ty lớn ôm trí vượt trời xanh để phát huy đồng thời không ngừng bồi đắp năng lực của mình vì thế mà khả năng thăng tiến thường rất cao đặc trưng của người tuổi dần là hành động độc lập không thích phối hợp với đồng nghiệp đúng với tư chất chúa tể của rừng xanh cẩn trọng lạc quan tiên phong và dám nghĩ dám làm là những đặc điểm của người tuổi dần chúa sơn lâm xem tử vi cho thấy đúng ngày mùng một tháng chạp âm này chính là ngày đẹp có chính tài mang lại khoản tiền mà con giáp tuổi dần đang cần những ý tưởng kinh doanh cá nhân cũng sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào nên bạn vẽ chuẩn bị sẵn tâm thế để nắm bắt những cơ hội sắp tới nhá đúng ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch, may mắn sẽ đến với con giáp tuổi dần, người này làm ăn không chịu thua kém ai, âm thầm cố gắng, không ra vẻ, cũng không trịnh thượng, muốn giữ mình trong sự khiêm tốn, nên được quý nhân phù trợ. Hơn nữa người này được thần tài phù hộ, nếu chơi sổ số, cơ hội thắng lớn, hay chơi các trò trúng thưởng cũng dinh được quà về nhà, và bạn có thể chú ý các con số may mắn của mình trong ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch, đó là các con số, 74, 20 và 18. Con giáp tuổi dần, không chỉ may mắn về sự nghiệp, tiền tài, mà tình duyên của tuổi dần cũng phơi phới, không ai sánh bằng, tuy không quá sán lán, nhưng cũng thuận buồm xuôi gió, gặt hái nhiều thành công. Hãy cùng xem tuổi dần, sinh tháng sinh âm lịch, phát tài đúng mùng một tháng chạp này. Gồm những tháng nào, để biết mình có nằm trong danh sách ấy hay không bạn nhé. Đó là tuổi dần sinh vào tháng 2 âm lịch, người sinh vào thời điểm tháng 2 âm lịch, là người có số được hưởng phú quý tuy nhiên họ không giàu có từ khi còn trẻ nguyên nhân nằm ở việc họ vốn có tính cách khiêm tốn và trầm lặng không thích phô trương bản thân thời thanh niên họ không tinh tế trong việc xử lý tình huống chưa xây dựng được các mối quan hệ xã giao nên công việc gặp nhiều khó khăn phát triển bị hạn chế tuy nhiên họ vốn là người rất tốt bụng lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người nên dần dần càng quen biết lâu người ta lại càng nhận ra họ là những người bạn đáng quý đáng để kết giao vì vậy khi còn trẻ họ vấp phải nhiều khó khăn thế nhưng về sau công việc sẽ càng lúc càng thuận lợi từ năm 35 tuổi trở đi, họ bắt đầu ăn nên làm ra, tìm được những cơ hội phù hợp hoặc những mối đầu tư có lợi, khiến tình hình tài chính của họ có những cải thiện đáng kể. Và đặc biệt sau ngày mùng một tháng chạp âm này, tuổi này sẽ có cơ may làm ăn tấn tới, giàu sang, tiền tiêu ba đời không hết. Người tuổi dần sinh tháng năm âm lịch người sinh vào khoảng tháng năm âm cũng là người rất may mắn trên con đường tài lộc họ vốn là người có tính tình thẳng thắn không bao giờ nghĩ đến việc hãm hại ai nên thường được đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng từ khi còn trẻ họ thường nóng nảy làm việc theo cảm tính nên dễ đắc tội một vài người xung quanh thế nhưng dần dần họ sẽ trở nên trầm tĩnh hơn biết cách cư xử sao cho đúng mực Trước 35 tuổi, rất có thể họ sẽ phải làm việc vất vả mới khẳng định được giá trị bản thân, nhưng từ năm 35 tuổi trở đi, họ sẽ tìm được những cơ hội phù hợp với mình, chỉ cần người này chăm chỉ, cần cù, làm ăn, chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản đáng nể. Người tuổi dần sinh vào tháng 5 âm lịch, phát tài sau mùng 1 tháng 12 âm này, vốn là người yêu thương và có trách nhiệm với gia đình, vậy nên người nhà của họ cũng sẽ được hưởng một cuộc sống sung túc, đủ đầy, song họ cũng cần phải chú ý đến lĩnh vực chi tiêu, không nên vung tay quá chán, dành tiền cho những điều không thực sự cần thiết. Người tuổi dần sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch cũng là tháng sinh phát tài, sau mùng 1 tháng 12 âm này, người sinh vào thời điểm này có tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc gì cũng lo lắng, chu toàn nên rất được lòng người khác. Họ là những người nhân viên tốt nên làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi, thậm chí lúc gặp phải khó khăn cũng là lúc quý nhân xuất hiện, chỉ cho họ phương hướng chính xác giúp họ nắm chắc cơ hội thể hiện bản thân mình. Tuy nhiên, trên thực tế, họ sẽ phải trải qua một thời tuổi trẻ khá vất vả bởi cái tính cẩn thận và đặt ra cho mình những yêu cầu quá cao, họ thường phải làm đi làm lại một việc gì đó nhiều lần cho đến khi thật hài lòng mới thôi. Thêm vào đó, suy nghĩ nhiều nên họ thường làm việc một cách khá căng thẳng và mệt mỏi. Đến tuổi 35 họ mới dần xác định được đâu là thứ mình nên tập trung, đâu là thứ mình nên buông bỏ để giảm bớt gánh nặng. Và đó cũng chính là quãng thời gian để họ tìm được hướng đi chính xác cho mình và đặc biệt trong tháng 12 âm này tuổi dần lại càng vượng phát hơn. Luận giải tử vi tuổi dần tháng 12 âm lịch về phương diện sự nghiệp công danh. Theo tử vi năm 2022, trong tháng quý sửu áp lực công việc của người tuổi dần là khá lớn, điều này chi phối hầu như toàn bộ cuộc sống của bạn, có điều tuổi dần linh hoạt và nhạy bén về thời cuộc, vì thế, bạn dễ dàng xử lý và hoàn thành mọi công việc được giao đúng tiến độ, thu về không ít thành quả tốt lành. Tháng này có ất mộc lâm đế vượng ở dần, báo hiệu vận khí ngày càng khởi vượng, khó khăn hay thử thách trước mắt chỉ mang tính tạm thời mà thôi. Chỉ cần dần tập trung, làm việc gì cũng có thể giải quyết tốt, và thu về kết quả mãn nguyện, so với tử vi tháng 11 âm lịch, đây đã là tháng cuối cùng của năm nhâm dần, mọi việc cần phải gấp rút hoàn thành, vì thế khả năng cao tuổi dần phải tăng ca, hoặc là mang việc về nhà. Bạn hãy cứ xông xáo, và chủ động làm việc, dù biết rất là khó khăn, vất vả thậm chí khiến bạn căng thẳng, mệt mỏi, nhưng đổi lại, bạn sẽ được những gì xứng đáng bạn có được. Mặc dù có điểm báo tiểu nhân quấy phá cản trở công việc, nhưng cơ hội thăng tiến trong tháng 12 rộng mở, bạn nghĩ sao nếu như cuối tháng đón tin vui về việc thăng chức hoặc tăng lương? Đó là tin vui, nhưng có lẽ không phải là điều quá bất ngờ với bạn. Tử vi tuổi dần tháng 12 âm lịch về mặt tài lộc tử vi tháng 12 năm 2022, tuổi dần vẫn tiếp tục có sự khởi sắc về phương diện tài lộc, chính tài ổn định, nguồn thu nhập chính có xu hướng tăng nhẹ, theo tử vi phương đông, thứ tài biến chuyển tích cực, có rất nhiều may mắn, theo đó ngoài khoản lương chính thức, tuổi dần còn nhận được mức tiền thưởng, hoa hồng, tiền tặng, và thưởng hậu hĩnh, xứng đáng với sự phấn đấu miệt mài trong suốt một năm qua của bạn. Chuyện hợp tác làm ăn và ký kết hợp đồng có thể gặp trục trặc vào lúc ban đầu, bạn cần phải nhanh trí xử lý, tìm cách khắc phục, thì mọi thứ mới tiếp tục được diễn ra suôn sẻ. Nguyệt lệnh ủng hộ, không lo hoài công vô ích đâu, có điều sự xuất hiện của kiếp tài, có thể gây hao tổn không ít tiền, trong tháng này tuổi dần, cần để phòng trộm cắp nhá. Ngoài ra thì việc tiêu pha, cũng cần có kế hoạch cụ thể, rõ ràng, để không bị thâm hụt, và những khoản không cần thiết. Tử vi tuổi dần tháng 12 âm lịch, về tình duyên và gia đạo. Xem tử vi cho thấy, vận khí đang dần vượng, kéo theo, đào hoa cũng vượng, điều này có lợi cho những ai còn độc thân, vẫn đang trên hành trình tìm kiếm nửa kia cho mình. Tuy nhiên, đào hoa quá vượng, cũng là con dao hai lưỡi, khiến các cặp vợ chồng rơi vào hoàn cảnh chớ trêu, chẳng hạn như người thứ ba xuất hiện phá hoại tình cảm lứa đôi, các cặp đôi đang yêu cũng dễ rơi vào trạng thái lưỡng lự, không quyết đoán, vì đối phương còn có quá nhiều sự lựa chọn khác. Trong tháng 12 này, nhất bạch chủ đào hoa, cặp thất tích chủ về phiền muộn, thị phi đeo bám, để báo hiệu những rắc rối tình cảm bùa vây lấy bạn và để hóa giải chúng, tuổi dần nên đặt biểu tượng gà trống phong thủy ở hướng đông của phòng ngủ, tượng gà trống chấn trị đào hoa, ngăn chặn đào hoa giữ, thúc đẩy tình duyên thêm thuận lợi. Tử vi tháng 12 tuổi dần âm lịch về mặt sức khỏe. Tử vi tháng 12 âm lịch tiếp tục một tháng nhiều áp lực công việc nên sức khỏe của các bạn tuổi dần có không ít bất thường, nhất là các vấn đề về tiêu hóa, dạ dày, việc tiệt trùng liên miên, ăn uống không đúng giờ giấc, lại thức khuya, áp lực công việc khiến tình trạng đau dạ dày tái phát nghiêm trọng. Ngoài ra sự xuất hiện của hung tinh, thiên nguyệt, mang điểm báo ốm đau, bệnh tật, dần mộc không được mùa đông che chở, sức đề kháng kém, sẽ bị hàn ký xâm nhập, gây ra các bệnh về hô hấp như cảm cúm, ho hắng, bản mệnh chú ý giữ ấm cơ thể. Đặc biệt là trẻ nhỏ và người lớn tuổi trong nhà, thời tiết thay đổi thất thường, nên có biện pháp phòng tránh hơn là có bệnh mới chữa trị. Và cuối cùng xin chúc mừng tuổi thân. Gặp thời phất như vũ bão, trúng số cực đậm, đổi đời đại gia, đúng mùng 1 tháng chạp âm lịch năm 2022 thiên tài sẽ giúp cho con giáp tuổi thân biết mình để tiền vào đâu để sinh lợi nhiều nhất có thể kế hoạch tiết kiệm trước đây đã hậu thuẫn cho bạn rất nhiều trong thời gian này tuổi thân là người thông minh không hấp tấp không ham đánh nhanh thắng nhanh nên đúng mùng một tháng chạp âm lịch nhờ làm ăn chân chính nên có lộc cứ bình tĩnh rồi sẽ có phúc có phần tuổi này đa phần đều là những con người rất hay đùa tốt bụng không giỏi quản lý cảm xúc có trái tim vô cùng dịu dàng nên làm ăn cũng lương thiện hay thương người mà sống lương thiện thì hợp vía thần tài kiểu gì cũng có lộc có quà trao tận tay Đúng mùng một tháng chạp tài lộc khởi sắc, được quý nhân giúp đỡ, con giáp này sẽ không ngừng phấn đấu, dũng cảm tiến lên, gặp nhiều may mắn, kiếm bội tiền về túi, do có quý nhân phù trợ, nên cuộc sống của tuổi thân tháng 12 âm này, có điểm dễ chịu, con giáp này cũng sẽ gặp nhiều niềm vui bất ngờ, chẳng hạn như bất ngờ trúng số. Và con số may mắn của họ trong ngày mùng một tháng 12 âm lịch, đó là số 37, số 3 và 89. Và bây giờ là vận trình chi tiết tháng 12 âm lịch của tuổi thân. Cụ thể như sau xét về tử vi tuổi thân trong tháng 12 âm lịch về mặt sự nghiệp. Xem tử vi phương đông, người tuổi thân có một tháng cuối năm làm việc tất bật, đối mặt nhiều khó khăn, và áp lực, khối lượng công việc nhiều, việc nào cũng cần gấp rút hoàn thiện, vì thế mà bạn luôn trong trạng thái vắt chân lên cổ làm việc, chứ không còn được thành thơi như thời gian trước. Các mối quan hệ xã giao thiếu sự hài hòa, nội bộ lục lục, xảy ra nhiều cạnh tranh, mâu thuẫn, tất nhiên việc gì cũng có hai mặt tốt và xấu, tốt ở chỗ có cạnh tranh là có phát triển, xấu ở chỗ nó khiến bạn phải suy nghĩ, lao tâm khổ tứ nhiều. Và tất nhiên, ai biết chủ động nắm bắt cơ hội, có sức chịu đựng bền bỉ, người ấy sẽ có được thành công như mong muốn, sự xuất hiện của chính quan mang tới những hỗ trợ cần thiết cho công việc cho tuổi thân vào tháng này, vận quý nhân không đến nỗi tệ, quan trọng là bạn có tinh tế để nhận ra người đó là ai để nhờ cậy hay không mà thôi. Công việc kinh doanh, buôn bán, ban đầu gặp chút khó khăn, nhưng càng làm càng hanh thông, suôn sẻ, cứ kiên trì tới cùng, sẽ thu về kết quả ưng ý. Tử vi tháng 12 âm lịch tuổi thân, về mặt tài lộc. Theo tử vi khoa học, mặc dù công việc bận rộn và nhiều áp lực, song tuổi thân sẽ được đền đáp xứng đáng bằng thu nhập cuối tháng. Tháng 12 này, ngoài tiền lương chính, bạn còn có thêm những khoản thu phụ như tiền thưởng, tiền hoa hồng, tiền doanh thu, quà tặng. Nhìn chung tổng thể thu nhập tháng rồi giàu, tiêu tiền không phải đắn đo suy nghĩ. Với những bạn trẻ chưa lập gia đình nên hết sức đề phòng tiểu hao hung tinh gây hao tốn tiền của, bạn cần tiết chế ham muốn mua sắm mùa giảm giá cuối năm, hạn chế những đồ không cần thiết tránh rơi vào tình trạng tiền vào tay rồi lại bay đi. Người kinh doanh, buôn bán, có một tháng thu nhập khởi sắc, tí tiền lúc nào cũng dũng dỉnh, một vài dự án đầu tư có dấu hiệu sinh lời, bạn yên tâm đón Tết cùng gia đình, khi tiêu thoải mái mà vẫn có khoản tiền tích lũy dư dã. Để thúc đẩy tài khí tăng mạnh, thu hút nhiều may mắn, tiền bạc, bạn có thể đặt ở cửa hàng biểu tượng mèo thần tài, vị trí đặt tượng mèo chiêu tài phù hợp nhất là ở hướng bắc cửa hàng, cửa hiệu, hoặc là phòng khách. Tử vi tuổi thân tháng 12 âm lịch, về tình duyên và gia đạo. Theo tử vi năm 2022, tình duyên của những người tuổi thân có sự chuyển biến tích cực trong tháng cuối cùng của năm nhâm dần này, người độc thân vượng nhân duyên, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Thậm chí còn gặp quý nhân mai mối cho tượng phù hợp, vì thế sẽ không quá khó khăn, để bạn tìm thấy đối tượng ưng ý của mình, chấm dứt kiếp FA đeo bám. Với các cặp đôi đang yêu, kể cả yêu xa hay gần, tình cảm ngày càng gắn kết, mặn nồng, chỉ sau thời gian ngắn nữa thôi, là hai bạn có thể chính thức hóa mối quan hệ về chung một nhà rồi đấy, hãy kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp. Các cặp vợ chồng kết hôn lâu, tình cảm cũng ngày càng bền chặt, có điều không ai biết trước chữ ngờ, phần đào hoa xấu đang theo bám bản mệnh, nên thận trọng trong các mối quan hệ, đừng để bị lôi kéo vào tình cảm tay ba phức tạp, đe dọa hạnh phúc gia đình của chính mình. Tử vi tháng 12 tuổi thân âm lịch, về sức khỏe. Phương diện sức khỏe của người tuổi thân trong tháng này phát sinh nhiều vấn đề, nổi cộm tháng có lộc về ăn uống, bản mệnh liên tục được mời ăn uống, tiệt tùng, vì thế mà chế độ dinh dưỡng thường ngày gần như bị đảo lộn hoàn toàn, đó là nguyên nhân chính gây ra tình trạng khó chịu như, đầy hơi, chướng bụng, tiêu hóa kém, đau dạ dày. Trẻ nhỏ và người già sức đề kháng kém, rất dễ mắc các bệnh lây lan qua đường hô hấp như cảm cúm, đau mắt đỏ, bản mệnh nên dành nhiều thời gian quan tâm, và chăm sóc sức khỏe cho họ hơn nữa nhé và lưu ý nữa là tháng có thiên hình hung tinh tác động tuổi thân nên đi đứng thận trọng hạn chế bị thương tật chảy máu do tai nạn xe cộ và nghiêm trọng có thể ảnh hưởng tới tính mạng đấy vâng quý vị mệnh chủ thân mến người có kiến thức thì đi biển mới biết thế nào là sóng gió yên lặng người có kinh nghiệm qua gian nan và nguy hiểm mới biết bình an là đáng quý Xin chúc mừng, một lần nữa ba con giáp có số phát tài, bùng nổ cực may, cực đỏ, sau ngày mùng một tháng chạp âm này, và với vận trình như trên hy vọng rằng, các bạn sẽ nắm được thời cơ của mình, mà bùng nổ, giàu có, tiền tỷ nhét chật kép. Minh Đường Tử Vi chúc chúc quý vị luôn may mắn, bình an, giàu sang, và hạnh phúc, có một năm 2022 đầy ý nghĩa, và bước sang 2023, bứt phá, phát tài, và giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.